Xin chào tất cả anh em, à, hôm nay cuối tuần à, nên gọi là cũng rảnh rỗi à, Nên quyết định là sẽ khám phá cái cặp loa Grundig à, Mô đen của nó là M630 Để cho anh em cùng xem à, Thì cái lý do mà khôi làm cái clip này Đó đầu tiên là để cho anh em nào mà chưa từng chơi những cái dòng loa đức Thì mình có một cái khái khái quát à, Mình có một cái, 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 cái nhìn nhận chung về các cái dòng loa đức nha thì và cái lý do thứ hai là nó nhỏ anh em bát nó chỉ có mười 16 thôi 18 thôi nhưng mà tại sao là nó hay nó có lực à, nghe nó kinh khủng thật sự luôn thì đó là cái lý do mà thôi thúc mà mà làm cho cho mình cùng khám phá thì luôn tiền đây thì đúng ra là khôi khôi muốn xem cho một biết tại vì những cái cặp loa này nó quá hiếm độc đáo lắm mình chưa bao giờ mình gặp à, nên là tiền đây thì khôi cũng quay luôn cho anh em xem á nhá rồi thì anh em nhìn vào cái cụ này đây là cái cụ bát ha cực kỳ gấu luôn anh em đó anh em thấy cực kỳ gấu luôn nha thì cái cụ này 500 này nó được bọc một cái lớp nhựa này lớp nhựa này anh em ha à, còn lại thì bình thường thôi à, sườn lộ ha đó. À, đó đây là còn là đây là cái đặc biệt là anh em thấy này các cái dòng loa mà nó được thiết kế là cái cái bát bằng bằng giấy á nha thì nó sẽ phù hợp với các cái dòng nhạc ở Việt Nam mình nghe nhạc vàng nhạc trữ tình rất là hay à, cái gân cao su thì đây là cái đặc trưng của cái hàng loa Đức anh em nhé à, tuy nhiên nó vẫn mềm anh em bát nó vẫn mềm này ha à, mình đưa ba cái ngón tay mình để mình nhấn mình thử loa nhé nếu như mà anh em không có điều kiện để anh em cắm vào anh em hát tại vì nhiều lúc là anh em đi đâu đó mà thấy một cái cặp loa mà người chơi bán ve chai bán vân vân thì mình có thể thử như thế này à, mình thấy nó nhún thì chắc chắn là cái cặp này nó sẽ ra bát sâu và mềm ha rồi tiếp theo là cái loa trung này đây à, hẳn đất nhưng mà vẫn là sử dụng cái trung giấy ha rồi, trung giấy rô lồi này nè à, đây à, rất là tuyệt vời ha đó thì nhìn cái trung này là biết là dùng loa cổ này nè nhé không có cái dùng nào để mới mà sử dụng cái trung như thế này hết anh em cứ như vậy ha cụ này là cụ anicon ha đó rồi tiếp theo là cái chép nha chép rất là bé xíu nè, nhưng mà là vẫn là chép giấy ha và đặc biệt cái cụ rất là to của rất to nè cái công suất của cái cụ này khá lớn đấy, anh em nhé nha thì những cái dòng mà mình hạn thì không để công suất nhưng mà 8 môn này à, cái cặp loa này là, là cái chép và 8 môn này anh em à, trên này nó có cái mô đen nữa nè thì cái mô đen này thì những ai mà quan tâm thì có thể tra thông số ha à, nhưng mà anh em nhìn vào cái thiết kế này á, thì cái tiếng chép này nó rất là kinh khủng này à, có thể là dùng nó để làm một cái chấp rời được anh em nhé rồi tuy nhiên khi anh em sử dụng làm chấp rồi á, thì mình phải tùy theo cái 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 cụ bát của mình à, mà mình thêm cái tụ nha gọi là tụ cản chép để mình làm cho cái tiếng chép nó mình màng nó dịu nó theo cái cái dàn của mình nhá đó rồi còn thêm một phần nữa là cái cặp này nó có phân tầng nữa nè nha tuy nhiên cái phân tầng thì nó nó cái cái hạng này họ thì tại vì cái cặp đó nó rẻ tiền nữa nè mình nói thẳng ra như vậy nên họ gắn ở trong này này nè thôi để dưới này này từ dưới này nè đó phân tầng dưới này những cái tổ đức ha những cái tổ đức và cái cuồn cảm cái cuộn cuộn dây á gọi là cuộn cảm thì chắc chắn phải có và thứ hai là các cái tổ nằm dưới này đó, dưới này nè nhiều linh kiện nằm dưới này ha đó. rồi ok đó là cái phần mà mình bên trong thì bông mút rất là đẹp ha rất là dày đó à, cái vỏ này vỏ nhựa anh em nhé à, vỏ nhựa mới đọc ha vỏ gỗ cái mặt thì mặt gỗ này nhưng mà xung quanh này là có cảm giác như bằng nhựa đó nó kêu á nha thì đây là một cái cặp loa về công suất thì nó là là 75W 50 tới 75W và điều đặc biệt đó là ba quay anh em ha một cái dòng box xe thôi box 16 18 nhưng mà thiết kế tới ba quay thì chứng tỏ là đây là một cái cặp loa giá trị anh em giá trị nha bình thường nó chỉ có hai thôi à. rồi ok à, nói chung là đang có rình rồi thời gian nên chị thì review cho anh em xem tại sao nó to như vậy nó lớn như vậy ha rồi cảm ơn anh em rất nhiều và chúc tất cả anh em sẽ có một tuần thật nghỉ ngơi thật là tuyệt vời ha. Một tuần mình đã làm việc rất là mệt mỏi rồi, thì cuối tuần thì phải dành thời gian để thưởng thức âm nhạc anh em nhé. Đây mình cái chép này thì mình có để nhiều hướng này này, có nhiều người thì muốn quay lên người thì muốn quay xuống ha. Đó mình muốn để như thế nào để nha. Rồi ok, coi xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi cũng như là chia sẻ cùng nhau những cái vấn đề liên quan tới loa đài và rất mong anh em sẽ đăng ký vào kênh youtube của Khôi để cập nhật nhiều cái sản phẩm mới nhất mà Khôi đã update lên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.